Hiện nay, trên thị trường vẫn còn rất nhiều sản phẩm sử dụng pin có nguồn gốc Trung Quốc như điện thoại, đèn pin, cục sạc, đèn ngủ, đồng hồ. Mới đây nhất vào lúc 9:30 ngày 24 tháng 10, một bé trai tên là HMN, 8 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, đang nằm ngủ trên giường thì bất ngờ bị cục sạc đèn pin phát nổ khiến bàn tay của em bé bị dập nát. Chị Ngô Thị Liên đang mang bầu đứa con 4 tháng, ngụ ở tỉnh Nghệ An, trong lúc đang sạc một chiếc điện thoại iPhone 3 do một người anh họ tặng, bỗng dưng bị điện giật tử vong tại chỗ xảy ra hôm 20 tháng 9 do loại đèn pin mang nhãn hiệu Stake thuộc hàng của Trung Quốc sản xuất và phân phối. Tuy nhiên, sản phẩm bị cấm lưu hành và bị thu hồi ngay sau khi tung ra thị trường do nó tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ và điện giật cho người sử dụng. Lý do bị thu hồi vì diện tích mặt cắt ngang của lõi trong dây điện nguồn cung cấp chưa đủ lớn. Trong trường hợp đoạn mạch, dây có thể trở nên quá nóng và gây cháy nổ. Ngoài ra, độ dài phích cắm ngắn hơn yêu cầu khiến người sử dụng dễ chạm vào chân phích khi đang sạc. Nếu dây sạc bị hư hỏng, phần lõi dây có thể trở nên nguy hiểm hơn cho người sử dụng khi vô tình chạm phải. Bên cạnh đó, phần chụp đèn bảo vệ có thể rời ra khi sạc sẽ để lộ phần lõi nguy hiểm cho người sử dụng. Chính vì vậy, sản phẩm đã không đảm bảo chất lượng theo quy định về điện áp thấp của châu Âu EN60598. Chính vì điều đó, cơ quan chức năng tại Hungary bắt buộc phải thu hồi toàn bộ sản phẩm nguy hiểm trên ra khỏi thị trường, tránh những rủi ro không đáng có cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường vẫn còn rất nhiều sản phẩm sử dụng pin có nguồn gốc Trung Quốc như điện thoại, đèn pin, cục sạc, đèn ngủ, đồng hồ. Bên cạnh đó, những mặt hàng này đang tràn lan vào thị trường Việt Nam một cách ồ ạt và đáng báo động. Điều đáng nói là những thiết bị điện tử này rất đa dạng về chủng loại, giá thành lại hấp dẫn. Chính vì thế, trên các vỉa hè, lề đường, thậm chí là cửa hàng đều bày bán những thiết bị điện thoại và pin nguy hiểm này. Trước những hiểm họa khôn lường từ pin điện thoại không rõ nguồn gốc, nhiều người sử dụng đang hoang mang, lo lắng. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, theo tìm hiểu của phóng viên cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ khi sử dụng điện thoại phần lớn là xuất phát từ việc sử dụng cuộc gọi quá lâu. Điều đó khiến pin phải làm việc lâu dài và lâm vào tình trạng quá tải. Cũng có nguyên nhân khác là do quá trình sử dụng không đúng cách, đơn giản như sạc không đúng dẫn đến pin bị phồng, nếu tiếp tục sử dụng có thể bị nổ. Đặc biệt là việc dùng các loại pin hay cục sạc kém chất lượng, giá rẻ từ Trung Quốc cũng dễ gây ra thảm họa đáng tiếc như trên. Theo một số lời khuyên để tránh rủi ro pin nổ khi dùng các thiết bị di động, người tiêu dùng nên thay pin sau 3 năm sử dụng để tránh hiện tượng phân rã quá mức an toàn, nên sử dụng pin và phụ kiện sạc chính hãng, không dùng pin của bên thứ ba hay pin có dấu hiệu hư hỏng.